Ok, hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với tập 3 của Minecraft. Thì theo như tôi nhớ là hôm qua là tôi đã có một fan chạy xuyên đêm để đi về nhà ấy, đúng không anh em? Rất là đáng sợ. Tôi đã tìm được một cái làng rất là đẹp, làng mới. Hôm nay thì tôi đã quyết định rồi anh em ạ. Tôi đã quyết định rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi phiêu lưu anh em, phiêu lưu. Đầu tiên ấy, thì để cần đi phiêu lưu đấy, chúng ta phải cần một vài thứ đồ cần thiết anh em ạ. Đúng rồi, về cái buổi trước tôi cũng đã xem về cách để từ cái quặng bạc là có thể làm được cục bạc rồi. Đấy, chúc các tôi làm cho anh em xem. Những cái đồ cần thiết đấy, đây, chính là đây đây anh em. Lúa, ta cần có lúa. Và từ từ đấy, tôi phải chạy về cái nhà cũ của tôi đấy. Thì cái nhà cũ của tôi hình như là có vài đồ, nhưng mà tôi không nhớ cái nhà cũ của tôi đâu anh em ơi. Tôi không nhớ cái nhà cũ của tôi nó nằm hướng nào anh ạ. Nhìn đã không không tôi nhìn thấy ở đây không quen này, không quen, không quen. Tôi đoán là ở đây. Tôi đúng ở đây không? Vì sao thấy cái view cũng không quen quen cho lắm. Hình như là ở đây anh ạ. Hình như là ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi chạy về thử xem là có thể tìm được cái nhà của tôi ở đây không. Về nhà phải phải lấy ít đồ ở trong nhà đã anh em ạ, sau đó thì chúng ta mới đi được. Tôi chả biết nhà tôi có phải ở đây không nữa anh em. Nhưng mà tôi mà đang livestream thì tôi có thể hỏi anh em dễ hơn, nhưng mà làm video này thì hơi khó rồi. Có đúng ở đây là nhà tôi không anh em? Ồ, cái chỗ kia nó có cái núi cao ấy kìa. Núi cao đẹp ấy kìa. Hùng vĩ đấy. Hùng vĩ đấy. Tôi không nghĩ đây là nhà tôi đâu anh ạ. Vậy tôi bị lạc cái đâu mất rồi. Thôi kệ đi, thật chứ mình con của gọi là rừng cây mà, đúng không? Sinh ra trong rừng, lớn lên cũng trong rừng, sợ quá. Không sợ anh em ạ. Ở đâu cũng sống được. Đàn ông mà, lo gì anh em nhỉ? Đào chút than bán để lấy tiền trang trải cho cuộc sống anh em. Đấy. Đây. Đây này. Cái rất là quan trọng này anh em, rất là quan trọng. Ồ, cái gì đấy? Có gì sáng sáng này. Ồ, thằng đậu à? Kệ đi, từ từ đấy. Đây, nó có một cái yếu tố rất là quan trọng anh em ạ. Thực ra nó không hẳn là yếu tố mà là nó có một cái. Đây. Đó là muốn làm được bạc ấy, chúng ta phải có lò nung để chúng ta nung cái quặng lên, nó sẽ ra được bạc anh em ạ. Đâu rồi, đây này, furnace đây này, đấy, đấy, lò nung rồi, đấy, đặt lò nung xuống, đẹp không? Đấy, đẹp không? Đẹp không? Đấy. Bây giờ muốn nung ấy, thì tôi cũng đã có tìm hiểu luôn về cách nung rồi. Chúng ta có thể nướng chín thịt được anh em ạ. Và chúng ta cũng có thể nung quặng luôn. Thì về tôi sẽ nung cả quặng, tôi nung cả thịt đấy. Thì ấy, cái cục than này này nó sẽ giúp chúng ta nung đấy, rất là có lợi luôn đấy. Thôi thì trong lúc mà nung thì chúng ta đi thám hiểm hang động tí nhỉ. Bạc kia đúng không? Tôi đào than chứ. Than quan trọng lắm anh em, than vừa giúp để làm đuốc mà vừa gọi là nung đồ luôn đấy.
đầu tiểu bạch về nung thêm. Tôi chơi được nghề không? Tôi chơi tốt không? Với con vàng ngày mà đã gọi là pro này rồi. Tôi là pro gamer mà. Pro gamer mà. Tuyển thủ chuyên nghiệp đấy anh em. Đẹp không? Ngon đấy. Đấy, có bạc rồi anh em, có bạc rồi. Có bạc rồi. Sẵn tụi. Ui. Thôi bạn nhá. Ủa tôi nói thật chứ mà thật sự là tôi vẫn không gọi là không hết được cái cảm giác lo sợ cái lúc vào hang động anh em, thật vẫn rất là lo sợ luôn. Đấy, bạc rồi. Bây giờ thì anh em biết không? Đấy, từ bạc kia kìa. Từ bạc là những người làm rất là nhiều thứ gọi là có ích luôn. Nhưng mà theo như tôi thấy ấy, thì những cái thứ gọi là có ích nhất mà mình phải làm từ bạc ấy chính là giáp và mấy cái dụng cụ bằng bạc anh em. Giáp và dụng cụ bằng bạc. Tối rồi, hơi nguy hiểm anh em, hơi nguy hiểm. Dọn đồ thôi. Shit. Chết cha. Cái này vẫn là nung. Tôi kệ đi, tôi cứ để đấy cho nung. Tôi vào đây tôi núp đã, nguy hiểm quá anh em. Ở ngoài này chốc nó quái ra đập chết. Núp đã. Ui. Ok. Có con gì không? Grab tí đốt này. Sao trong hang động toàn có mấy cái con đến nó quái dị vậy anh em? Con tôi đâu có thấy ở ngoài đâu, sao trong hang động toàn mấy con đấy ghê. Quái ở trong này đã tập trung nhiều ở hang động à? Đào tí than. Vừa nung nguồn đồ mà vừa ấy được luôn. Anh em biết gì không? Tôi đã tìm hiểu khá là kỹ về cái lò nung. Thì nó có 3 loại lò nung cơ. Một là cái lò nung bình thường, thì tôi dùng cái lò nung bình thường. Hai là lò nung chuyên dùng để nướng thịt. Hình như là lò hun khói hay thì nó gọi là lò hun khói sao ấy. Đấy. Thì là cái lò đấy thì là anh em chỉ dùng để nướng thịt thôi, chứ anh em không dùng để làm tới quặng bạc qua đấy cục bạc đâu. Đó. Và ba thì là cái loại lò gọi là lò chuyên để làm quặng ấy, kiểu là thì anh em có quặng bạc hay là quặng gì ấy, thì anh em đưa đấy thì nó sẽ qua thành cái cục đấy. Đó. Thì có ba loại lò rất là hay. Tối nhanh đấy, chạy nhanh rồi đào cái hòm rồi sẽ mang vào thôi, sợ quá. Ôi, đây nhanh. Ôi, vào. Tối quá anh em mình, ghê quá. Wow, dùng mình đấy anh em. Dùng mình luôn đấy. Ok. Ok. Thì thôi thì trời tối này rồi, chúng ta sẽ tranh thủ gọi là đi thám hiểm hang động và cũng gọi là làm tí đồ luôn anh em ạ. Tối ghê quá. Đây, sẽ đi xuống cái hang động này không sao. Đây các bạn, thì để cho nó gọi là tiết kiệm thời gian nhất ấy, thì chúng ta sẽ làm là lò nung ấy đặt vào đây đó. Đó, chúng ta sẽ nung đồ luôn chắc chắn rồi. Bây giờ thì tôi đang rất là muốn nướng thịt luôn, đặt thịt và nướng luôn. Có quặng không? Tối quá. À đây rồi, có quặng này. Tối nha.
Ghê thật. Trong này có mấy con như kiểu rồng không anh em? Rồng cái nhện nhiếc gì không? Có rắn không? Chục nữa mà thấy nó có nhện chúa nó bỏ này nhú. Nếu mà chốc mà có nhện chúa chắc tôi up game thật anh em ạ, chắc chắc tôi quit game đấy. Mày đừng có đưa tao xuống ngay chứ. Ui ui rồi lên xem cái lò nung xem sao này. Thịt ngon phết nhỉ, thịt trông ngon phết nhỉ. Xong cái này rồi thì mình phải cho thịt vào rồi mình cho thêm quặng vào thôi, đợi tí cho chân thịt thôi thêm quặng vào đúng rồi, tiện craft đồ tí luôn nhỉ. Ô nhầm. Grab đồ ấy thì anh em có thể grab đây này nha. Em nhìn thấy không? Đấy, đồ bạc đấy, đồ bạc đấy. Cực kỳ xịn luôn. Cực kỳ xịn. Đồ bạc đây anh em, đấy, thịt chín này đấy, thịt cừu đã được nấu. Tôi thì đấy. Có hai cái kiếm thôi, bây giờ mà làm cái kiếm bạc hơi phí à. Chắc làm cái cuốc. Chắc làm cái cuốc đào cho đào khỏe. Nói chứ tôi thích, nói chứ tôi cần giáp hơn anh ạ. Tôi thấy tôi hơi yếu máu cho tôi làm giáp. 16 à, 16. Ôi làm cái giáp ngực cho nó khỏe. Tôi làm cái giáp ngực cho nó khỏe anh em ạ. Rồi tôi làm thêm cái giáp quần. Thôi tôi làm cái mũ thôi. Cái giáp ngực thì là cái mũ anh em ạ. Đấy. Xinh trai phết. Ok đấy anh em, ôi chết rồi nó nung hết. Ok thôi cũng được, trời sáng chưa, sắp sáng rồi, sắp sáng. Đi phiêu lưu qua màn đêm không anh em? Phiêu lưu qua màn đêm cho anh em chạy luôn, sợ quái. Khá là tối nhưng mà không sao, không sao đâu đúng không, con chồng mình bên nhau những cái lò chi vậy. Ủa 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 cái con vừa nãy thì nó có nổ đúng không em? Ôi thôi thôi chạy luôn thôi, tôi không có muốn dây dưa dưới mọi quái đâu anh em ơi. Cứu kia, cứu kia. Cừu ấy là rất là quan trọng để mình làm được giường đấy anh em, rất là quan trọng để mình làm được giường. Anh zombie, anh zombie, Monster Hunter luôn, thợ săn quái luôn. Xin tí lông cừu nhé bạn cừu. Hello mấy em, 1 2 thêm bạn nữa nào, 1 2 ôi cái gì đấy, ôi ăn 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 thôi chạy thử xe anh em ạ, chạy thử xe. Phía kia có phải là cái tàu không anh em? Ở phía kia có phải cái tàu không? Đây là, đây là, đây là. Thì tôi bơi thử qua đấy. Wow, wow. Đại dương đẹp không anh em? Đại dương đẹp không? Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Nhiều hơi ghê. Chết chết. Game có cá mập không anh em?
Trời sắp sáng rồi. Thế nhưng mà ở đây nông nông chắc là không có cá mập đâu đúng không? Nó cũng may là cái nước ở đây nó gọi là trong đấy, anh em mình nhìn. À con mực, trời. Cũng may là nước ở đây trong đấy. Thuyền đẹp không anh em ơi? Này. Sao mà thuyền thì nó bị mất đi một nửa này? Đây là thuyền tắm hả? Thử chui xuống xem có gì không? Ô, cái rô, ôi. Cái rô này. Ui, con chơi này. Ô, chơi, lên. Ok. Đây là táo đã bị ngộ độc anh em ạ. Táo này táo chắc để lâu rồi. Táo để lâu chắc bị độc rồi. Thế ở đây thì có xuống được không? Sao chỗ này nó hái đây? Hết rồi hả? Wow. Đẹp không anh em? Đấy, game đẹp. Cái rương đẹp thế nhỉ? Tôi không biết là cái thân của tàu nó có cái gì hay không. Đào thử làm sao? Biết đâu mình tìm cái gì hay hay ở thân tàu nữa nhỉ? Thể nào tôi chẳng có gì hay hay chứ. Chẳng lẽ tàu... Chẳng lẽ là... Phải dấu kín hay sao? Nào luôn, check ngay. Trốn đâu rồi? Xuống nó nhỏ làm sao? Wow. Anh em mới đẹp chưa? Anh em mới đẹp chưa? Anh em thấy cái thân tàu đây anh em. Ngô cửa này. Ở đâu? Cái này đâu phải cửa đúng không? Đâu thì nó mới đẩy tôi ấy. Ôi ôi, cái con mực nó làm giật cả mình. Bạn cái heo ơi, chân sánh bạn cái heo ơi. Đẹp. Và mỗi tội là có vẻ là hết rồi. Chả có cái gì. Chả thấy cái gì cả. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Đi phiêu lưu tiếp thôi. Bum. Anh em tôi giờ pro không? À, tôi có giáp rồi. Để phải đối tiếp tiếp xem tìm cái gì hay không? Thì game này nó có cực kỳ nhiều khu. Anh em thấy cái ngọn núi gì kia không? Nó trắng trắng kia, tôi nghĩ là một con núi tuyết anh em ạ. Một ngọn núi được phủ bởi tuyết. Ghê phết. Thì tôi đến thăm xem có cái gì hay không? Chú du luôn, sợ quái anh em nhỉ. Đây là game phiêu lưu sinh tồn mà. Anh em ơi, đây tổ ong đây anh em. Đây tổ ong đúng không anh em? Đúng không? Nếu mà tổ ong thì thôi, tôi lượn đây, tôi không có dám động vào nó đâu. Không dám đâu, không động vào tổ ong.
Ui, anh em thấy trên này đẹp chưa? Có tí than này. Chắc đào nốt cho nó hỏng cuốc luôn anh em ạ. Đào đào cho hỏng cái cuốc rồi xong rồi đi. À, rồi xong. Ấy thấy không? Anh có view đẹp không anh em? Game đẹp mà. Đấy tôi bảo em rồi. Một ngọn núi tuyết. Tôi còn thử lên xem thử cho là có gì nhá. Tôi muốn vo tuyết vào ném anh em ạ. Sống ở Việt Nam không có tuyết để ném cái gì. Ô mình phá được. Hay không anh em? Thế nhưng mà chúng mình không 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 cầm được cục tuyết anh em ạ. Không cầm được, không cầm được. Không cầm được, kệ đi. Tôi thấy game này chơi mà nó cũng có nhiều cái tính năng. Cái này lạc đà đúng không anh em? Trong mặt nó đấn này. Trong mặt nó đấn này. Trong mặt nó cứ như kiểu là có hai cái mặt nó gộp vào nhau này. Nó đánh mình luôn anh em ạ. Đánh mình luôn chứ. Máu thật. Máu thật. Biển. Anh có biển đẹp chưa? Cái biển rộng chưa? Có sợ cá mập không? Nếu mà là bơi qua sông thì tôi dám bơi chứ tôi không dám bơi qua biển đâu. Sợ cá mập cắn lắm. Ui. Thành núi hùng vĩ chưa? Để tôi chỉ cho anh em một cái. Nếu mà anh em mà muốn đi du du ở biển ấy à, với lại cần gì không? Tất nhiên là anh em phải có thuyền đấy anh em. Grab table ra. Rồi. Thuyền đâu ấy nhỉ? Nhòm nhòm thân nào chế thuyền. Đây này đây này đấy. Ồ, chúng mình chỉ cần 5 củ gỗ thôi, cũng rẻ. Xem được chưa? Chưa được. Ừ đúng rồi, tôi mới có 4 cục mà, mới có 4 cục mà. Rồi. Tàu ở đâu rồi? À đây rồi, đây được rồi, rồi. Ok. Đi thôi anh em. Đi tới đại dương thôi. Rồi rồi. Left ship. À đúng rồi, mình có cái này để mình điều chỉnh. À nói chung là cái này thì mình cũng đi như bình thường thôi mà. Cũng đi như bình thường thôi mà nó. Đấy. Anh đẹp chưa? Đẹp chưa? Chắc là không có cá mập đâu. Nếu mình bơi nhanh này chắc là cá mập nó cũng không có làm gì mình đâu. Thế núi đẹp không anh em? Wow. Wow. Chỗ này trông như là một cái cánh cổng luôn đấy. Này anh em nhìn này. Trông như là cái cánh cổng luôn đấy anh em ạ. Ở trên này có gì không? Left ship to this now. À đúng rồi, như phải không? Mình muốn xuống thuyền thì mình ấn ship là mình xuống thuyền. Wow. Đẹp không anh? Ui, mình mộng phết nhở. Để tôi đi thử tiếp nó sao. Ê, ê, ê. Phá cái thuyền đi. Phá cái thuyền đi đặt lại. Rồi. Rồi, thế thôi. Mặt trời kìa. Anh em thấy khung cảnh đẹp không? Ui, một ngọn núi tuyết
cực kỳ cao kìa. Tất cảnh đẹp không anh em? Chết rồi, chết rồi. Cảnh đẹp không anh em? Cực kỳ gọi là hùng vĩ luôn nha. Ui, cái hang động ở dưới ấy kia đúng không? Đây là cái tàu đắm này đúng không em? Tàu đắm này đúng không? Để tôi thử xuống thử xem có gì không nha. Chứ mà tôi cũng thích mạo hiểm lắm anh em ạ. Chứ mà tôi cũng thích mạo hiểm lắm, tôi cũng không phải gọi là dạng nhát gan cho lắm đâu. Xuống luôn sợ gì anh em nhỉ? Check thử xem là giữa cái khoang thuyền nó có thế không. Ủa ôi sợ quá anh em. Đây là con gì này? Tránh tránh ra bạn. Vì sao mà cái đại dương nó tối? Có hai con à? Khoang thuyền luôn nhưng mà chắc không được anh ạ. Sợ quá ấy, đúng không? Chúng mình ngon, chúng mình lên đây nhờ. Tôi là bây giờ tôi không ngắn bố con nào anh ạ. Không ngắn bố con nào. Tôi hơi tối rồi. Chém. Chúng ta cố gắng, chúng ta giết bọn nó xong rồi thì chúng ta đã xuống bên dưới được anh em ạ. Cố gắng giết bọn nó xong rồi chúng ta sẽ xuống để kiểm tra khoang thuyền. Chắc chắn là khoang thuyền có báu vật, thì bởi vì thường là mấy cái thuyền đắm là nó rất là hay có châu báu trong đó anh em ạ. Có rất là nhiều châu báu ở trong đó luôn, chắc chắn là chúng ta phải xuống kiểm tra thử. Xuống luôn, xuống luôn. Sáng sáng đẹp ấy kìa. Tôi vứt bỏ thêm một chút đồ. Thôi khoai được phớt tiền anh em ạ. Ăn khoai được làm gì? Thì zombie à? Các tớt thì cầm theo làm quá. Cầm theo sông rồng quá anh em nhỉ. Khoai. Chắc tôi ăn khoai luôn. Cho nó hết khoai luôn anh em. Ok. Ăn luôn cái này đi. Cho hết luôn. Rồi. Từ từ ơi. Các bạn thật sự mà tôi ở cái đại dương này tôi thấy sợ thật đấy, không vui cho lắm đâu anh em. Chắc là hết đồ vứt từ rồi nhỉ, tôi cứ tạm thấy đấy. Thôi tôi vứt cái thịt này đi, chứ tôi cũng không cần cái thịt sống lắm. Thật cái đấy là thịt zombie anh em ạ. Chắc là hết rồi đấy nhỉ, chắc là cũng không vứt được cái gì nữa đâu, tôi xuống lút đồ thôi. Nốt tôi nhanh xuống nhanh anh em ạ, cho an toàn, xuống nhanh cho an toàn. Ui. Bơi lên. Ok, bây giờ để tôi kiểm tra thử xem là tôi đã lút được cái gì rồi. Ui. Nó bơi có con gì, nó bơi có tôi hả?
con thì nó bơi qua tôi hả anh em? Tôi phắn 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 chứ. Phắn nhanh phắn nhanh phắn nhanh. Để đi qua đây nhóm thử xem là ở đây có cái gì anh không? Ở đây có cái gì mà sáng đẹp không? À, cá heo. Ồ, đau cả tim. Nó giật mình luôn anh. Nó giật cả mình. Cứ tưởng có gì. Để xuống thử xem có cái gì. Cái này chút. Nó lại là cái bọn này nữa. Ui, ui. À, cá heo ok. Ồ. Mấy cái miếu kìa đúng không? Sao trong mấy cái kia nó giống mấy cái ngôi đền này. Trông rất là giống cái ngôi đền. Đây này. Đẹp nhỉ. Đợi tí để tôi chém bọn này đã, sau đó tôi thử vào thử ngôi đền xem sao. Ui. Nó ngồi lên thuyền của tôi luôn anh em ạ. Holy shit. Tránh tránh các bạn này. Cái ngôi đền này vào thế nào? Ngôi đền này vào là rồi. Một con nó ngồi lên sông, nó không chảo thuyền cho tôi luôn kìa. Phù duyên ghê nữa. Quá là phù duyên. Mượn mà không có nói người ta một tiếng. Quá là phù duyên luôn kìa. Không hiểu là loại người gì. Tôi chả biết các bạn nó có phải là người không. Tranh thủ vào thử cái đền. Hình như là vào bằng lưới trên này đúng không? Không phải rồi, không phải rồi. Bằng lưới nào hả? Nó phải có cửa cho mình vào chứ. Đó. Nhưng mà còn một con ở đây nữa. Từ từ, tôi phải lên tôi lấy hơi đã. Sau đây tôi xuống rồi. Bơi vào luôn. Chơi đi bạn ấy. Chơi. Bơi ra ngoài. Đau nhỉ. Đau nhỉ. Tôi vẫn chưa có tìm ra được là trong đó nó có cái gì anh em ạ. Thôi cái bên này mà chưa tìm được thì tôi sẽ qua bên này tôi nhòm xem thử bên này xem có gì không. Biết tới bên này lại có gì đâu. Sao đông hết. Sao mà nó tự nhiên nó lòi đâu ăn đông hết. Có gì không. Ô cái rương, cái rương. Ô. Tôi nhìn thấy có cái cần câu đúng không. Hình như là trong đó nó có một cái cần câu đẹp lắm. Từ từ đã, tôi phải giết bọn này đã. Chơi đi bạn ơi. Chơi đi anh ơi. Tôi chả biết phải gọi anh này là anh gì nữa. Ôi chết rồi, lên rồi. Vì sao mà cái anh này thì anh cứ yên này. Kệ anh đi. Lút đồ cái. Tôi lút được cần câu rồi. Trở thuyền cho em anh ơi. Chết ngay, láo vô lêu. À đúng rồi, để tôi thử xuống, tôi đào cái khối sáng sáng này xem được không. Đào đi rồi còn mang về chứ nhờ. Đẹp thế này. Có được không? À được ngay, được. Tôi xem thử xem nó khối là khối gì. Sea lantern anh em ạ. Đèn biển ha. Wow. Căng. Hình như là cái bọn kia là bọn bọn dân sống ở dưới biển.
Hình như là nãy là tôi mới giết bọn dân sống dưới biển hay sao ấy. Vì kiểu là bọn người cá ở dưới nước ấy. Đúng không? Ui, quay, quay, quay nhanh, quay nhanh. Rồi. Hình như cái đó là làng của bọn nó ấy các bạn. Làng của bọn nó. Thế là chỉ khác gì là tôi đi xâm chiếm làng người ta. Tôi thấy tội lỗi quá anh ạ. Mỏ núi hùng vĩ này. Wow. Đẹp. Game dù là nó làm gọi là nó không có gọi là phải là kiểu là giống ngoài đời ấy. Thì cái đồ họa của nó rất là hài hước, rất là theo cái kiểu trẻ con ấy, nhưng mà không hiểu sao mà tôi lại thấy nó rất là đẹp anh em ạ. Tàu đắm thế mày, ngon quá. Đây là có mấy cái tàu đắm liền, lút luôn anh em ạ, lút luôn xem là có cái gì không. Tôi thử vào cái nút xem. Lúc nào mà xuống dưới biển này nó cũng rất là ghê. Tàu to nhỉ. Tàu to đẹp thế. Tàu to thật. Nhưng mà cái gì sáng sáng đẹp đẹp ấy kia anh em. Cái gì sáng sáng nhỉ. Thôi rồi, cứ vào cái tàu trước. Theo tôi nhớ thì là cái vị trí rương này nó nằm nằm ở đây, nằm ở đây. Hết chỗ để khoai rồi. Thế với cả là tôi cũng không có thấy nó có cái đồ gì nó cần thiết anh em ạ. Tôi không thấy nó có cái đồ gì nó cần thiết lắm. Đây này, này tôi xuống cho anh em xem. Ô quần 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 quần. Cái quần này tốt này. Giấy. Giấy thì không biết nó cần không. Thôi kệ đi, nó sau này cần thì kiếm sau nhỉ. Thì nó có một cái tờ giấy như cái paper gì đó, paper gì đó. Sau này cần kiếm sau. Mở cửa ra bạn ơi. Cửa ra bạn ơi. Rồi đi lên đã, tối quá. À đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, tôi mặc quần vào luôn, tôi mặc quần vào luôn. Quần để mà lấp lánh đấy. Đúng rồi, tôi có cái xi lan tơn mà. Tôi có đèn biển mà anh em. Sáng không? Thì sáng không? Tôi đi lên tôi thở cái đã. Đau quá. Đau quá. Xi lan tơn ngon ngay, xi lan tơn. Đấy. Tôi vào tôi đốt thử trong này không có gì không. Ô, cái rương, cái rương, cái rương. Bạn rương ơi. Bạn rương ơi. Vâng rồi. Hình như bị lag. Berry Chester map anh em ạ. Kho báu à? Đây là một cái map nó dẫn tới một kho báu anh em ạ. Thú vị, thú vị. Book à? Book có đọc được không? Book có đọc được không? Tôi thử nói book có đọc sao? Không được anh em. Tôi không hiểu là cái cục là cái book làm gì. Thôi thì cứ cầm chút bút về nhà nhỉ. Biết đâu có tác dụng. Rồi lên thôi, lên thôi. Thử thử vào này xem cho mày có gì không. Có gì không, có gì không. Ôi chết rồi, chết rồi, chết rồi. Bơi ra ngoài, bơi ra ngoài, bơi ra ngoài vô. Nhanh, 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 nhanh. Rồi, rồi. Suýt tí chết anh em, suýt tí chết đấy, suýt tí nữa là bị vướng mà chết rồi đấy mày. Thôi đi lên thôi, sợ quá. Tất nhiên rồi, phải xem ngay cái map thôi anh em ơi. Vui nhỉ. Thế bây giờ sao?
hình như cái chấm trắng thì chấm của mình anh em ạ, chấm trắng là chấm của mình đúng không? Thì và cái chấm đỏ đây này, đây này, thì nó có cái chấm đỏ thì nó bên trái kia hình như thế, nó là cái map thì nó là cái chỗ kho báu đây anh em, treasure map đấy, treasure map. Chả biết phải đi đâu, chả biết là phải đi đâu để có thể unlock được cái map này. Bây giờ phải đi chỗ nào thì mới đến được cái chỗ đỏ đỏ nhỉ? Cố gắng kiếm nốt cái kho báu rồi thì nghỉ nha anh em. Cố gắng thử gọi là thử đi cùng kiếm xem là có kiếm được cái kho báu không. Khá là thú vị mà đúng không? Rất là thú vị mà. Tôi bắt đầu tôi di chuyển ở đây đấy, đấy, tôi di chuyển ở đây. Thì nếu vậy thì mình đi thẳng cái hướng này thì cũng chính là cái của hướng bản đồ. Nếu vậy thì mình phải quay nó qua cái hướng này à? Đúng không? Đúng rồi, có vẻ là mình phải quay qua cái hướng này rồi anh em. Quay qua hướng này, mình đi là mình sẽ tới. Anh em ơi, tôi nhìn bản đồ chuẩn không? Đi sao mãi mà vẫn chưa thấy cái chấm dịch kìa. Đại dương thật là mênh mông luôn anh em. Ở dưới này có cực kỳ nhiều quái vật đấy. Tôi không hẳn là tôi biết, nhưng mà tôi chỉ biết là ở đây có rất là nhiều quái vật. Rất là nhiều quái vật nguy hiểm. Nó có cái hang động dưới nước kìa. Ô, cái rừng cây đẹp ấy cơ. Cái map nó bắt đầu nó mở rồi đây. Đây là cái rừng gì mà đẹp thế này? Cái kho báu nó ở trên cái đảo này hả? Wow. Sao mà trong này có nhiều loại rừng vậy anh em? Đẹp nhỉ? Xanh mơn mướt luôn. Từ từ đã, tôi tìm kho báu đã. Wow, quá đẹp quá đẹp. Đây rồi, kho báu nằm ở bờ biển. Đây anh em ạ, đây này, đây này. Đấy, tôi đứng đúng cái dấu chấm luôn. Đây này, đúng không? Đây này, đúng không? Thì là cái này nó gọi là buried nè, tôi nghĩ là chắc là chôn ở dưới anh em, chôn ở dưới đấy, đào xuống ha. Hơi sợ. Quốc ra đào luôn. Sao không thấy cái gì? Để tôi đào rộng xung quanh làm sao. Tối thế, ôi tối thế. Chết cha, chết cha. Nước tràn vào đây. Tràn vào đây. Để đào rộng ở xung quanh anh em ạ. Tìm bằng được cái nó có đúng chỗ, có đúng chỗ. Đúng mà. Tìm bằng được cái kho báu anh em ạ. Ôi chết rồi. Đặt, ok. Không tìm kho báu, không tìm được kho báu không nghỉ anh ạ. Tìm được kho báu mới nghỉ. Sao lại ta? Phải đào sâu đến tầm tầm bao nhiêu thì mới tìm được kho báu anh em? Tôi đã học luôn cái quốc của tôi rồi. Chế quốc mới nhỉ. Nhằm giàu mà mình sợ gì nhỉ. Đấy, nhà giàu mà.
Sao mà tôi đứng ở đúng cái chỗ ấy rồi mà thế mà tôi không đào ra được cái kho báu nhỉ? Kỳ lạ. Kỳ lạ anh em ơi. Có đúng không? Thế là cái map này chỉ nhầm cho mình ấy nhỉ? Thế hay là phải đào đào tung chỗ này lên luôn. Không nói nhiều anh em. Tìm được kho báu mới nghỉ. Máu lên rồi, bực rồi. Tôi đào hết cả đất đây luôn. À đúng rồi, nên nếu mà mình muốn đào đất ấy, thì mình Nếu mình muốn đào đất ấy, anh em ạ, thì mình có thể làm bằng cái gọi là cái xẻng đó. Cái xẻng này giúp người ta đào đất, dùng cái xe này đứng lại cho tiện này. Tối ơi, từ từ tôi làm cái giường đi ngủ đã. Chứ mà đêm quái ra ghê lắm, tôi không chịu được. Đêm quái ra ghê lắm. Tôi làm cái giường. Hình như là đâu ta cái giường đâu. Đây rồi, đây rồi cái giường trắng rồi. Tìm chỗ nào nó an toàn để ngủ đấy. Đây đây đây. Mình giấu giấu ở đây mình ngủ anh ạ, mình giấu giấu ở đây mình ngủ. Rồi. Chắc là không sao đâu nhỉ. Ok rồi. Đấy, ngọt tay. Đấy tôi ngủ ở đây quái nó không biết. Đấy, quái nó không lạnh. Thông minh, thông minh. Để tôi thử làm một cái xẻng tôi đào chỗ này làm sao. Cái xẻng. Hơi thiếu gỗ anh em nhỉ, hơi thiếu gỗ. Đây, tôi làm cái sảnh đá đi. Ok. Cái cha do ở đâu ta? Hiểu cái cha ra ở đâu. Cái cha ra ở đâu ta. Tìm cái treo rơi anh em ơi. Đây là cái map nó lừa mình không? Thì đúng vào cái tôi đúng vào cái chỗ đấy mà. Thì tôi đúng vào cái chỗ đấy mà. Thế là nó ở bên này à? Đây. Chắc là tầm này. Ở bên này đào cũng khá khá rồi, lúc nào cũng không thấy gì. Là đàn nốt bên này làm sao? Từ từ bạn này, đừng có đổ nước bạn này. Chảy nước vào đấy làm trông hơi. Đàn nốt bên này làm sao? Tôi mà có TNT nhỉ. Tôi cho nổ hết chỗ này luôn.
It takes a long time em ạ. Quá là lâu. Lạ ta. À đây rồi, ui, đây rồi, đây rồi. Thế, thế rồi. Thế rồi anh em ơi. Thế rồi anh em ơi. Thế rồi anh em ơi. Đây rồi. Có nhiều đồ quý hiếm quá anh em ơi. Tôi nhìn thấy toàn cái gì ấy. Tôi nhìn thấy mắt mắt tôi nó mờ loà luôn rồi ấy. Thả ra. Ồ, kho báu anh em ơi. Số mã anh em ơi. Ui, đây là cái loại đá gì ấy? Đây là gold này. Là ấy đấy, là vàng đấy. Từ từ tôi nên thả ra. Ồ. Thả cả trong game, thả cả ngoài đời anh em ạ. Đây là cá nướng chín. Cá nướng. Đấy, xong rồi bây giờ mình chả cần cái map ở đâu. Mà từ từ đó, thôi cứ giữ cái map đi cho đẹp đúng không? Kỷ niệm, kỷ niệm. Kỷ niệm. Vứt vứt cái đất đi. Không cần đất lắm. Ui diamond anh em. Ui. Đây mình là nhất rồi, đây mình là nhất rồi. Diamond. Tôi được achievement mình luôn kìa. Có vẻ như kim cương là gọi là cái loại đồ khỏe nhất trong trong này đấy anh cái gì đây? Heart of the sea. Đây là trái tim của biển hả? Trái tim của biển hả? Có con quái này tao đánh mình không? Kiểu đánh để tranh giành trái tim của biển đấy. Vứt cái gì đi đâu? Bây giờ vứt cái gì đi đâu? Có nhiều đồ quý quá mà không biết vứt cái gì anh em ơi. Ăn cái đó. Nhiều đồ quý quá. Thôi vứt giấy đi. Không cần giấy đâu nhỉ. Chắc mình cũng chả cần viết hay là ghi chép gì đâu nhỉ. Cái giờ này quan trọng này. Cái giờ này quan trọng này nhá. Thì phải giữ lại cái giường. Vứt cái gì thường nhỉ? Vứt cái kiếm gỗ đi. Rồi. Ok. Chết rồi, bây giờ thể vứt thêm một cái nữa thì mới cầm được cái craft table em ạ. Vứt cái gì bây giờ? Thôi vứt cái cục bạc đi. Thì tự nhiên nó lòi ra một cục nó hài hài. Hai cái mũ này thì cái mũ này là mũ sắt đấy, mũ này là mũ da thôi, nhưng mà cái mũ này nó lấp lánh nhỉ, đẹp nhỉ. Thôi kệ giữ đi, tôi vứt cục bạc đi nhá. Tôi vứt mũ cục bạc đi. Rồi rồi tôi đã đứng trước khu rừng gọi là thủy tổ ở đây. Nó có thể là khu rừng này là khu rừng mà trong này nó có khủng long đấy. Wow. Sáng buổi sau chúng ta cùng tiếp tục nhé anh em. Hôm nay đến đây thôi. Chào anh em nhé. Chúc anh em một ngày tốt lành nhé. Bye bye anh em.